gà gái là phải ổ xét đó mày. Đã đâu rồi nè, đã ô ê ê ê ê, tao làm đám cưới rồi, làm đám cưới cho con Nhan với thằng Đùng chứ đâu làm đám cưới cho mày với con gà mái bà Sẹp đâu mà mày ngó bển hoài. Trời ơi con gà tôi có đã không? Thứ nhất bóc gác bỏ ra, thứ hai lắc mặt, thứ ba né lòng. Ôi vô địch thần kỳ. Ra đầu nó thắng đó. Hôm nay không thấy đường không trời. Xin lỗi, ông là ai? Hai hẻo. Hai hẻo muốn gì? Nghe đã không? Giống cao lãnh đó nghe. Anh có nghe người ta nói có cái câu nè: gà nào bằng gà cao lãnh, gái nào bảnh bằng gái. Đồ gà chợ. Cái mỏ nè, cái ráy nè, cái mồng nè, cái tít nè, cái cửa nè, cái diều nè, cái ức nè, cái lông nè. Trời ơi, vậy mà là thần kê đồ bỏ. Trời ơi, bớt giận con, bớt giận con. Để anh nói nó là cái gì chứ? Hả? Anh nói nó là thần kê phải không? Đúng vậy. Vậy anh dám dám độ với tôi không? Anh dám hả? À, tự giới thiệu với anh. Tôi hai hẻo. Tôi mười nổ, biệt danh bốn đô tâm. À, vậy là anh cũng chịu chơi ha. Chứ sao anh dám độ con gà này? Hả? Cho anh 30 giây suy nghĩ. Cho anh 30 giây suy nghĩ. Khỏi cần suy nghĩ, khỏi cần suy nghĩ. Ngon ha, ngon ha, ngon ha. Anh giỏi quá ha. Lâu nay tôi nói thiệt với anh, con gà tôi nó thiếu tay chơi đó. À, so với con của tôi thì một cái một vô nồi áp suất liền. Anh muốn độ cái gì? À, muốn gì chiều nấy, muốn gì chiều nấy. Hai hẻo này mà anh ra con nào là bụp con nấy, ra con nào là bụp con nấy liền. Cho anh biết hả, mười nổ này chơi gà từ hồi còn cởi truồng tắm mưa. Dạ. Tôi mãn phép cho anh được quyền chọn lựa lấy cái chết kiểu nào tùy anh. À, được, đã tả, đã tả. Không có chi, không có chi. Nếu tôi thua anh, tôi thua cái xe này. À, còn anh thua tôi, sao? Nghĩa là bốn đôi thông bị bốn con hẻo chà. Vậy thôi chịu. Làm sao tôi thua anh thì sao? À, không hiểu phải không? Nói đi. Vậy nè, thì anh phải cưới con gái tôi. Được rồi. Đây, hả? Đất ơi. Gì vậy? Tôi cưới con gái là trời. Tôi về con anh hả? Không vậy? Phải trời, cưới con gái cho con trai anh. À, cưới gì hết cứ chụp tôi hoài. Cưới con gái anh cho con trai tôi. Ờ, không có được đâu. Ờ, sao vậy? Mắc độ kiểu này kỳ lắm. Tôi với nhà kế bên này sắp sửa xui gia với nhau rồi. Anh đổ cái gì cũng được, còn vụ con gái anh với con trai không qua được à. À, trời ơi, dễ quá mà. Tôi thua anh bắt xe. Phải không? Ừ. À, anh thua, anh bắt con gái tôi. Đó. Vậy là tôi chấp anh một ăn mười. Đó, còn gì nữa, ngon quá rồi. Anh không dám không? Trời ơi, vậy mà dám xưng là mười nổ, dỗm dỗm. Nổ này văn miễn quá trời ơi, thôi. Chú mười cứ bắt đồ sợ chi, ông này ông gái cho ông hui nhị tiền. Chỗ này ngon nhưng bụng chú sành nghi, bên trong lắc leo có điều chi nó kỳ kỳ. Cái gì cũng tiến tới gan liền, đừng thúc lùi địch thủ họ khinh khi. Tiếng mười nổ để quá ra mười xì. Một thằng nhóc gà tre mà gái sóc, anh gà cồ không lẽ chạy cột đuôi. Giỡn mặt hoài đã muốn chơi thì chơi. Ai một tiếng một, ai thèm cua hai lời. Ông hay hẻo, có tôi với con làm chứng này nghe. Đây, hai hẻo nói là có bảo hiểm đàng hoàng. Nè, cặp với giết đã, thấy chưa? Cặp với giết. Ừ. Trời ơi, trời, con hai cơ. Ờ, vậy đó. Thấy là sợ rồi phải không? Hai hẻo giám đốc mai táng đặt cọc trước một khoản mai táng con gà điều này. Nó dứt khoát vậy đó. Khỏi đặt cọc. Sao? Yên chi, mười nổ này chết cũng còn nổ. Rồi vậy không? Tạm biệt. Tạm biệt ông anh, hẹn ngày ông anh khóc hận. Sẵn sàng. Ừ. Rừng nào cọp nấy, người khóc hận chưa biết lại. Ừ. Chào. Đi. Chú mời. Chả lối chả nột, chú chấp một ăn mười. Chắc chả chưa biết con điều của chú mà. Chả đòi một ăn mười. Đòi một ăn mười.
Được rồi, một ăn mười. Gì kêu gấp vậy anh Mười? Ủa, cái kêu gì đâu? Tôi nghe anh nói một, 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 ăn uống gì đó. Bộ tính làm thịt gà hả? Nó thua độ rồi hả anh? Anh bán thịt đi ăn làm gì? Có thèm á, tôi dắt tới đầu xóm của cái món bánh xèo à. Nhưng đậu ngon lắm. Chị ơi, gà này của tôi là gà đá, chị biết không? Ơi, gà đá anh dai nhất thà, nha gì nổi. Má biết gì mà má trèo. Không đúng sao mày? Cầu nấu 3 ngày không biết rụt chưa nữa. Để tôi nói chị nghe, gà này là thần kê. Chị nghe đây nè, danh là gà thế triều thiên, cổ trên cất đứng đuôi liền giúp cung, hình như phụng dở phong tung, phép gà cho nó anh hùng không hai. Chị hiểu không? Con hiểu á má. Anh nói thơ gì sao tôi nghe tôi mệt quá. Thơ nói về gà hả? Có cái câu con gà cục tác lá chanh. Gà tôi gà trống mà. À vậy thì con gà cục cục lá chanh, lá chanh sắc nhỏ để dành cho tôi. Bộ anh thèm gà lắm sao? Thèm ăn gà hả? Ôi, cái anh này, thưa chị anh cũng nổ. Thèm gà lại linh tinh, không hé răng hé lời, ai biết đâu mà mò. Thôi được rồi để tôi lo, gà anh tôi nấu nồi hai mươi. Chẳng ai kêu ai mướn, xía vào chuyện người ta, khi không rồi áp đặt, bắt tôi phải ăn cháo gà. Gà nào vào nồi đây, đây con điều nhà tôi. Hả? Trời đất ơi, dám con điều, dám con điều lắm. Con điều mà chết thì tôi chết. Trời ơi, con điều đâu? Con điều đâu rồi? Chú Mười, sao vậy chú Mười? Chú Mười, chú Mười, chú Mười tỉnh lại chú Mười. Mai, 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 chú Mười xỉu. Chú Mười xỉu mày ơi. Trúng gió rồi, trúng gió rồi. Gì vậy, trúng gió hả? Trời ơi, chết rồi, thèm cháo gà là phải rồi. Trời ơi, cạo gió má ơi, cạo gió ông đi má. Đùa đây, đùa đây, đùa đây tao. Bùa tao ra, mau sầm chút xíu có sao đâu. Chú Mười để má con cạo gió chú Mười mà. Trời ơi trời, cạo lông gà tao thì có. Sao kỳ vậy? Gió mái giật một cái là tào đồm bây giờ. Vô trong này khuất gió nè, tôi cạo thêm cho. Anh Mười, anh thấy đỡ không anh Mười? Dạ, yeah, đỡ rồi chị. Thèm cháo gà để tôi tính cho, nằm nghỉ cho khỏe đi. Khói, khi yeah. nào chú Mười cần á, con đem qua cho chú cái nồi áp suất nghe con. Dạ, yeah. Chị tốt quá. Chỗ xui gia thâm tình. Thằng Đùng tôi nó có phước làm rể chị. Con Ngang tôi cũng vậy, bởi nó làm dâu anh á. Xin phép anh nha, tôi về á. Chị tự nhiên dời gót ngọc. Hay da, con gà của tôi đâu mất rồi không biết nữa. Khổ ghê, kiếm nhốt nó lại mai mốt đổ rồi. Còn thằng Đùng cũng đi đâu mất tiêu rồi. Tối ngày theo con Nhang không mà. Trời ơi trời. Đây rồi, con gà đâu rồi đây? Đi bậy rồi mất sức chứ, đám gà mái là bể độ tôi hết rồi nha. Tới ngày ăn thua rồi nghe. Túc túc túc. Điều ơi, Điều ơi. Ủa, ủa, ủa. Ủa. Con lu. Trên biển nó có cái lâm gà. Trời ơi. Trời ơi, tôi chết rồi. Con lu. Con lu phải không? Mày ăn thịt con gà tao, chết mày luôn nè. Điều ơi là Điều ơi. Dạ, dạ thưa chú Mười. Ừ, gì đó con? Dạ cháu. Cháu gì ạ? Dạ cháu gà. À. Dạ, dạ thưa chú Mười. Má con sai đêm qua mời chú tô cháu gà vừa mới nấu. Tôi vẫn ốc rồi. Thành tiêu
nhiều nên tuy có hơi cay nhưng ăn xong á là giải cảm cấp kỳ ha. Cảm ơn con để đó rồi con về ngay. Nói má con cảm phiền đem lòng gấp qua đây. Dạ, dạ lòng gì đâu chú. Chú nói năng kỳ cục mà. Chú nói lòng gà kỳ cái chỗ nào đâu. Làm gì có lòng mà chú hỏi chú đòi. Đã là gà thì gà nào lại không lòng. Con nói không. Chú nói có. Thôi thôi con khỏi có bàn. Mau về nhà triệu người lớn hay hơn. Đi đi, đi đi con. Dạ, dạ đi. Chú này kỳ cục quá. Không ăn cháo gà đòi lông nữa. Trời ơi, con cháu đau khổ. Trời ơi trời, làm sao ăn nổi. Nhìn cháu nghẹn ngào. Trời ơi trời, cục cưng của tôi nó nằm trong đây rồi. Trời ơi. Anh sâu vô ý quá. Thèm cháu mà đòi lông. Ai bán đâu mà đòi mua. Tôi phải kêu con Nhan ra tận đầu xóm kiếm cho anh đó. Mà tổ mẹ đứa nào nó quánh con luôn tôi què cẳng à. Cái Quân hả? Cái Quân này chết đầu thai cũng làm gà làm chó. Tôi làm chó, còn ai làm gà? Ủa? Anh nói vậy là làm sao? Không hiểu hả? Con chó lu tôi đập nó đó. Hả? Anh đập nó gãi cẳng. Tôi đó. Bộ nó làm bậy hay sao mà anh... Nó sực. Hả? Nó sực hả? Sực cái gì của anh? Để tôi đền cho. Mỗi ngày nó đâu có bậy vậy kìa. Nó khôn lắm mà. Trời ơi, tôi rồi một dũng tướng thần kê. Sống anh hùng chết chỉ để lại một cái lắm. Nó. Anh nói con lưu nhà tôi. Con lưu nó ăn lâm còn chị sớm xác. Ai biểu chị luộc đó. Tôi bệnh gì tới kể tôi mắc mớ vậy chị. Tôi cháo gà làm tan nát đời nhau. Trời ơi, gì dữ vậy anh? Chỉ mà biết cái gì. Kê này đâu phải kê thường. Hay chừng vậy cúc đôi bên. Hiểu là sông cúc đá liền. Đá chọc dưới cửa ba dãy sông. Sông lấy dặm một dãy nằm cùng một bên. Nó là tư thanh thiệt tên hoặc ngang qua cửa dưới trên. Có thượt lên thì thầy nó đá ngang. Dưới thầy đá bộ lại nằm thầu chơi. Con giữa dãy đóng ăn nơi. Tướng lân là hiểu đời đời ghi danh. Chết con gà tôi rồi. Trời ơi không được cà giật như kinh phong giật canh vậy làm vậy. Gì phong giật? Anh nói tôi sớm xác hả? Còn anh đó. Anh sớm cái gì? Anh dám nói tôi luộc gà của anh. Con lưu tôi thì nó ăn lông gà của anh. Cho anh hay à. Gà anh là gà danh hả? Vậy chứ con lưu tôi chắc đầu bỏ à. Xin lỗi anh à. Dạ. Con lưu tôi cũng giống trăm anh. Nhất đội tu nhì. U đầu tam móng đeo tứ thạch sùng bám. Thạch sùng mà kể thạch sùng. Nó dám đụng đến gà hùng của tôi thì tôi sẽ... Anh sẽ làm gì? Nhất mực nhì vàng tam khoen tứ đơn. Sao măng rửa mận luộc dồi. Chị xử con gà của tôi. Tôi xử con lưu của chị. Tôi thách anh đó. Hả? Anh mà rớ tới hả tôi sẽ... Chấp hết. Chỉ cần một củ riêng là đủ. Nè nè, anh quá lắm nha. Tôi đã năn nỉ anh. Vậy mà anh vẫn chấp nhất. Con gà của anh bị sực cũng đáng lắm. Suốt ngày... Điếc tai hàng xóm. Cho chị làm gì? Rời đất ơi, đưa cái mỏ món mà nó ra nè. Trời ơi, trời ơi, tiếng này là tiếng cục cưng của tôi. Đúng rồi, đó rồi, đó rồi. Đó, y nguyên đó. Có sức mẻ miếng nào đâu. Cục cưng, đứa nào bộp mày. À, thấy không? Thấy con thằng kê chưa? Chị thấy nó liếc ngay con chó lu của vậy không? Trời ơi! Vậy là con lu chứ là cái gì? Điều con sẽ cánh quay không con? Trời ơi! Nó liếc ngay con chó là chó phạt nó rồi. Quán này không thể bỏ, phải tính sổ rửa thù. Kìa kìa con lu tôi chỉ còn ba chân thôi. Ông ngót kỹ mà coi. Đáng đời cái quần cẩu sực. Gà ông gà ngủ ngốc. Chó bà chó dù cồn. Gà ông gà nuốt dây thun. Dê! Đi về mày. Mày ở đây đó tao nổ một hồi. Mày còn có hai chân à. Một, hai, ba,
con. Đều con, dĩ hòa di quý nghe con. Em tính sao giờ? Thì kêu ba anh qua xin lỗi má em chứ sao. Sao được, con Lulu nó sực con gà trước, lỗi má em thả chó chạy rong, má em phải làm lành trước chứ. Em biết tánh má em mà, tự ái người con gái dữ lắm. Ba anh năn nỉ mấy ngày là êm hết à. Đời nào ba anh không chịu, anh hùng tử khí hùng bất tử mà. Vậy rồi anh với em giận nhau, ai phải xuống nước trước năn nỉ trước đây? Nhàn. Ai xuống trước? Anh nói rồi đó, ba anh không quề trước á là tại ba anh, cho nên tụi mình mới chia phôi á. Làm gì chia phôi? Không chia phôi làm sao được, mấy hôm nay con mẹ mối hai xình tới lui với má em hoài đó. Dính líu gì anh với em? Sao không dính, bà hai xình tới để nói chuyện mai mối. Trời ơi, thằng khoái nó nhỏ xíu à. Trời ơi, không có phải, mai mối em chứ. Giỡn chắc à, giỡn chắc à. Nè, em nói thiệt đó, em rình nghe bà nói với má em nè. Cậu hai đoàn ở dòng ông Tố, ông thương em muốn cưới lâu rồi. Hồi trước ông nghèo có mấy mẫu đất dính da, làm ruộng qua loa đắp đồn sơ sài. Đùng một cái giá đất tăng lên dùng dục mà, thiên hạ tranh đua một trả thành ngàn. Vậy ruộng đất cậu hai chắc có mỏ vàng. Không phải, tại thị trấn Phú Vườn mở rộng ra giang biên, người ta đua nhau xây nhà cất chợ. Cậu hai nghiễm nhiên thành ông chủ một vùng, ông quanh đất đai bán đi từng vùng, mỗi vùng ta bỏ túi cả trăm cây. Nghe nói giờ đây chỉ còn lại vài phần. Chắc ông sợ ngày tàn không có đất mà chôn. Không, ông giữ chợ khi em thuận ý gật đầu, là đem dân hầu làm lễ vật cầu hôn. Thôi đi, muốn ưng hai đành á, ham ruộng năng ruộng lát thì cứ nói, tôi không có ghen đâu. Không ghen thiệt không? Thiệt. Không ghen mà con mắt đủ ghen. Mắt làm sao? Em nói rồi đó nghe, ba anh á mà không làm quề với má em á là má em bắt em lấy chồng đó. Lấy sao được, trước khi chết ba em đã hứa với ba anh, gả em cho anh rồi, ván đã đóng thuyền rồi. Bà hai xin má nói hả, đóng thuyền á cũng cứ nhổ đinh lên à. Anh sẽ gặp mẹ hai xình cho mẹ biết á. Chị Một ơi, chị Một, có nhà không vậy chị Một? Đó, bà tới đó, núp xuống đi. Vậy mà còn bày đặt xạo nữa. Nhan, má ở đâu rồi Nhan? Dạ, kiếm má con có chuyện gì không? Sao không, gấp lắm nha. Thằng Đoàn á, nó đi diêm, nó lên nó thăm thím, cái nó muốn tới thăm con luôn đó. Con quen biết gì với ai mà thăm, với lại hôm nay con bận lắm. Chú Sình bay ngày xưa cũng lạ quắc chứ quen biết gì. Vậy mà cũng xình chắc 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 xình chắc. Đã xình chắc vậy chứ tới gần chục đứa con luôn nữa. Trước lạ sao quen, sợ sau này quen rồi thằng nhớ đã nghe con. Con nói thiệt với thím nghe, cái vụ cậu hai gì đó, thím đi kiếm người khác đi, con không có ưng ổng đâu. Thằng Đoàn nó ưng con mới chết chứ, nó mê con tới độ tối nào nó cũng thấp nhang. Từng bó tó hơn cường căng, do đỡ nhớ đỡ buồn tình, thấy nhang là thấy người tên Nhan Duyên Giang. Ông giấy con mẹo sớm thì có. Nó một lòng thương con, đất cầm dùi không chịu bán, cứ tủ săn đợi chờ để dành cho em Nhan về quan. Thiệt cảm ơn à, nhưng thôi đi thím, con đã có nơi rồi. Gái đẹp ở miền này còn nhiều đêm chọn mà làm mai đi. Có phải con được hứa gả cho thằng Đồng? Dạ, đã lễ hỏi rồi, sắp tới thành hôn. Không sao, thằng Đoàn nó nói nó cũng biết vậy, chẳng những nó không thèm tự ái gì hết á, mà nó còn nói dù cho con có lễ gì đi chăng nữa, nó quyết thương con là nó thương à.
Bà nói một tiếng nữa đó hả? Cái thân của bà xình 80kg đó. Vậy mà không lo có ngày thành cái lù, còn lo đi mai mối. Bà liệu chừng đó. Cậu làm cái gì? Cậu là ai vậy? Tự giới thiệu. Tôi hôn danh đại đồng, chồng chưa cưới của em nha. Mạng phép thưa với bà, xin cho nên kỳ đà ngăn duyên nợ người ta. Đây chính danh hai xin, làm mai nổi tiếng bốn phương. Em út tôi có thừa, cậu giữ tâm chưa đùa đúng cái này. Tối mang lễ làng tôi. Bà có biết thế nào là ghen không hả? Ghen là sao? Ghen là sao? Cậu ghen là cậu làm gì tôi? Nè nghe tôi cho cậu biết nè, tôi là hai sình, cậu đừng có làm dữ với tôi. Xin lỗi cậu à, sình đây không phải là sình thúi đâu, mà sình đây là sình chắc 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 sình sình chắc sình chắc 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 sình sình chắc sình chắc 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 sình sình chắc. Đó, thấy không cậu, thấy không? Đó, cậu mà dùng võ lực hả thì đây cũng có võ nghệ. Con Nhan nó là gái chưa chồng, cậu có quyền gì cậu ghen? Nhà người ta đàn bà con gái trong trắng, tự nhiên cậu nhảy cái rốt vô đây, cái làm tôi hết hồn, với tôi toát mồ hôi lạnh. Mới nếu mà tôi la làng lên rồi cậu có mang nhục không hả? Làm gì mang nhục, làm gì mang nhục? Anh đừng à, anh về đi đừng có nóng mà. Vậy à? Ồ, chị hai sinh, tối hồi nào sao không vô nhà? Vô nhà làm sao được chứ cậu này, lỗi đạo già phong quá. Bà không được ăn nói hồ đồ nha. Thím hai nói kỳ quá à. Người lạ nghe người ta hiểu sao? Con vô nhà đi, để cho má tiếp khách. Dạ thưa thím con về. À, nè sao không giỏi nhảy rào nữa đây? Có cái gì mà chị quạo vậy chị? Không quạo sao được. Con Nhan nó nhất nhì cái xứ này mà chị dễ quá. Uổng đời con nhỏ lắm. Uổng sao? Chị gả con Nhan cho cái thằng hồi nãy đó hả? Có khác gì cái đóng hoa lại mà cấm bãi. Bãi gì chị? Thôi tôi không có nói bậy đâu nha. Còn chị với Mười Nổ đâu có hợp vía. Vía của Mười Nổ là vía quả, còn cái vía của chị là vía thủy. Hai cái vía này mà sát vô nghe con cháu làm ăn tán gia bại sản, chết chẳng có đất dung thân, suốt đời buôn ba đất khách quê người. Nè nha, nói cho chị biết nha, chị mà giao thiệp với cái con người mà có cái tướng như vậy nha, chị phải cẩn thận. Con người gì đâu mà lỗ mãn cọc cằn, không mở miệng ra thì thôi, mà mở miệng ra là chửi thề đập chó à. Đó, chó ba cặn chị nhìn á, có giống cái thấu gì không? Thôi, mời chị vô nhà Trâm nói chuyện. Khôi! Dạ. Quay chừng không cho nó qua bên kia nha mày. Dạ. Nè nghe tôi nói chị nghe nha, chị mà gặp thằng Đoàn rồi đó nghe là chị thấy nghe nó một trời một vực luôn vậy đó. À. Khói. Thằng Khói ngủ rồi. Ngủ sao lên tiếng? Làm gì kêu hoài vậy? Nè, kêu chị Nhan giùm anh đi. Thôi em không kêu đâu. Khói, bộ giận anh hả? Mắc mớ gì mắc mười đập con lu què cẳng. Ba. Hả? Ba không thấy gì hả ba? Thấy rồi. Thấy gì? Cái cánh nó hơi xệ chút nè. Trời ơi, tối ngày cái gà hoài. Hả? Người ta giận của ba không biết hả? Ôi, thấy kệ nó rồi ơi. Ba, nhưng còn chuyện của tụi con ba nỡ nào dưng dưng để rối tung vì chuyện cho cắn gà. Không lẽ tao mới hạ mình xin lỗi khi con đều bị sể canh thảm thương. Mấy ngày rồi tao chạy thuốc muốn bấm gần, con cũng gần sể trái tim non mà ba chẳng hề chạy thuốc trị chấn thương. Bên nhà em Nhan thằng Khưa hai đoàn đã lẻ làng xin cưới mới nạp mì đơn. Trời ơi, nạp đơn cưới vợ mà mày làm như nạp đơn xin việc ở công ty nước ngoài á. Chuyện tương lai của con ba không có lo, tối ngày ba lo gà quay. Con à, con Nhan của con đâu à còn đó, còn con điều của tao. À,
Hà Đồng ơi, lát mua cho ba chục trứng gà nữa, ký bò đùi nè. Ăn không dám ăn. Cái gì cũng gà 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 hết. Mày sao? Má mày hồi xưa cũng làm vậy mà ba không có dám nói một tiếng nữa nè. Nè, thịt bò bằm nhỏ trộn làm đỏ trứng gà, đem hấp cách thủy với xăm cho con điều ngày ba viên. Rồi đấy nó sẽ khỏe mạnh. Con điều khỏe mạnh nó sẽ biết tay ba. Hai hẻo ơi, rồi hai hẻo sẽ biết tay mùi nổ này. Có đây, có đây, đúng hẹn. Mùi nổ. Ông anh vẫn giữ ý định chết ai tôi à? Đúng ngọ. Thằng này nói một là một, hai là hai. Ngày mai được không? À, sao được, sao được, sao được. Coi ngày rồi, hôm nay là ngày tốt. Biết vậy rồi mà không có giấu gì anh. Con điều của tôi mấy hôm rồi nó bị chấn thương, chó cắn nó. Không, không, tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết. Cứ đúng hẹn là chơi à, đúng hẹn là chơi à. Nếu sợ thì anh cứ chịu thua đi. Cứu mạng gà anh đó, có thằng nhỏ bên cạnh làm chứng đó. Đúng à? Rồi, có tôi. À, hôm đó anh nói ngon quá mà sao hôm nay tự nhiên anh nói hai lời vậy? Không có đá độ gì hết á, ông đừng có nói nhiều. Cậu là cậu đùng phải không? Tôi nghe con gái tôi khen cậu nhiều lắm. Được rồi, cậu đứng yên đó đi. Hôm nay là số phận cậu sẽ được tôi quy định thôi. Ủa, được tôi định đoạt. Ông nói gì lạ vậy? À, cứ hỏi cha cậu rồi biết. Chuyện gì vậy ba? Rồi con sẽ biết. Trời ơi, giờ này mà ba còn cờ bạc đổ gà nữa, khổ ghê, vẫn biết nữa. Có em làm chứng nè, nè anh Đùng. Ông người cấp độ á, nếu mà thắng á, ăn chiếc xe cúp á. Còn mà nếu mà thua hả, cưới con gái của ông này nè, cho anh làm ba, vợ đó. Đổ gì mà kỳ vậy ba? Đừng có lo con điều nó sẽ thắng à. Còn nếu nó thua là sao? Cậu sẽ là rể tôi, hẹn đúng giờ ngọ. Xin chào. Thấy con gà nó đã không? Đã. Chưa thấy con gà quá đã quá. Bỏ ra, bỏ ra. Chơi, chơi. Gãi đéo rồi. Có dưới dưới màu của gà. Mấy thằng thấy ta đừng nói nhiều quá, đừng chơi quá, gà nó đợi được rồi. Chú, chú, chú. Thấy kệ gà tôi chơi, đừng có cung kỳ quá. Chẳng điều, chơi. Coi này, nghe cái này. Đó, thấy chưa? Dẫn lên thấy một con gà nó con điều. Trời ơi, chết rồi, sao tự nhiên con gà mình kỳ vậy trời ơi. Gà ông dưới màu đó ông ơi. Không ngờ trời ơi, chết rồi, chết rồi. Tỉnh đi cho anh tóc. Con gà tao là gà lai chó mà, nó nghe tiếng chó sủa là nó tỉnh nè. Đó, vậy thôi. Đó, cho tụi mày biết nha. Đó, thua sẽ được mà thua mày đó. Chơi nè, chơi mày luôn nè, chơi mày luôn nè. Chơi mày luôn, chơi mày luôn. Trời ơi, con cũng không cho mang dịch này. Con cho mang dịch này. Sao chú đá con lưu con như vậy? Sao tự nhiên nó làm gì chú đá nó như vậy? Giết con đi, giết con điều đi. Giết con điều đi, gà hay hẻo giết con điều đi. Giết con điều, giết con điều. Nhào, nhào, đá cho con điều, lỡ cánh luôn. Lỡ giờ luôn, lỡ cánh luôn. Giết nó. Mình thắng rồi Tư Quý, con ơi là con ơi. Đã lắm con ơi. Hôm nay chúc vui con. Đã có ăn được chồng. Không lo cô phòng. Không thấp hổm đau mà. Con ơi, mai lên xe qua làm dâu cho người khác. Qua hết đời ba.
cười vừa tặng con vết thương đau ngọt ngào. Nín này, thứ trời đánh phá làng phá xóm ở đó mà còn quay chân cặp giờ mày đó. Chuyện con nít mà giận chi, để mất lòng người lớn à má. Người lớn quánh con nít mà mày nói vậy, không có chuyện gì hả? Bộ tao chết rồi chắc, tao không biết dạy con hả? Gà ổng là gà gì dữ vậy? Gà gì cũng vậy thôi à, cũng nhúng nước sôi giặt lông rồi luộc cái chấm muối tiêu à. Làm gì mà đánh con tao dữ vậy? Con lại đánh quá mạng thôi à. Con lại con khen con gà ổng, con nói con gà ổng đã hay, cái ông lấy cây sắt ổng đập vô đầu con, ổng đập vô cẳng con, ông bẻ lỗi giò con. Tàn nhẫn không? Làm gì chị quýnh em, làm gì chị quýnh em? Nín mày, người ta giận đánh con cái à. Má coi đó, nó băng đầu cổ nó tùm lum tà la hả? Việc gì mà phải giữ tao mấy cái lận? Một cái thôi đủ rồi, đủ sôi máu lên rồi. Một cái mà trúng cái chỗ hiểm là cũng chết như thường vậy đó. Mày còn binh hả mày? Đem để cái dĩa chân gà lên bàn thờ đi. Dạ. Đốt nhang cho má khói. Dạ. Mày ra đây. Dạ. Mày ra đây mày quỳ xuống đây. Mày quỳ ngay trước bàn thờ đó nè. Cẳng con dày sao con quỳ? Không, nằm xuống đi. Dạ nằm. Để tao khấn ba mày. Mày là con trai của ông, hồi còn sống ông cưng mày còn hơn trứng mọc, chưa bao giờ đánh mày một cái vậy. Vậy mà đi chơi để cho người ta đánh loại cánh à. Ba mày làm sao cũng khỏi đau lòng nơi chính xuôi. Nam mô A Di Đà Phật. Ông ơi, giờ này chắc ông đang vui say trên chốn non tiên, có miếng rượu bồ đào, có sắc hương ngọc nữ. Ông đi hướng lạc tú một mình, ông để vợ con ông long đong nơi cõi bụi đau buồn. Thuở nào ông trót cưa gà con kén rì, nay chỉ vì cánh con gà đều bị con lu cắn xe ăn nở xuống tay, bất kể mối giao tình. Má thôi đi, vuốt giận đi má. Một câu nhịn chín câu lành mà. Lành sao nổi mày? Hôm nay tao thắp nhang tao cúng ổng đây nè, ta để thay mặt tao phủi cánh chia tay với con người thô bạo đó. Má, má ơi, má phủi cánh chia tay mà con với anh đùng phải hứng chịu quả lấy vợ mộng. Chuyện như nước động trong ao hồ, sống mơ quay cho dậy sống trùng dương. Hai đứa tụi con chẳng những được hai bên gia đình giao kết ước hôn, mà còn gắn bó nặng lòng bằng yêu thương sâu. Cái bàn tay của chú Mười tặng thằng Khói mà nở duyên chung con gái gắn, thì đó quả là một dở dạng bất hạnh điên cuồng. Nhăn à, khẩn con gái mong manh phải khéo lửa nẻo chọn đường, lầm một cái là chốn chết cuộc đời trong ngõ hẻm. Thư vũ phu có khác nào loài tôm tép, nó coi trọng mạng con gà hơn cả. Má nói quá, bên gia đình chú Mười cũng... Thôi, mày đừng có binh nữa. Khoái. Dạ. Chạy qua mời cho Mười nổ qua đây. Dạ. Nói tao có chuyện quan trọng, cần hội đàm khẩn cấp. Dạ. Gì dữ vậy má, chuyện có chút xíu mà. Đó, chết. Chết bởi cái chút xíu đó đó con. Lỗ nhỏ đắm thuyền con nghe không? Má gả con là gả cái chỗ người quân tử, lựa cho con được tựa mãn thuyền rồng, để lên xe xuống ngựa, chứ đâu phải để con
ở một cái nơi mà chỉ biết có con gà nòi thôi. Má, má đã hứa hôn rồi rút lời sao được? Rút được hết trơn á. Hứa hôn mà nhầm nhỏ gì? Người ta tân hôn rầm rầm rồi cơ kìa, mà còn ly hôn ì xèo có sao đâu. Mình đã hứa hôn á thì bây giờ mình thông báo cho người ta biết là mình sẽ từ hôn. Má à, nhưng mà anh Đồng anh yêu con. Mặc kệ nó, cho nó tương tư trọc đầu luôn. Ê, con cũng yêu anh nữa. Má không ưa Mười Nổ, ai cầu hôn cũng được. Má, nhưng mà cha con Mười Nổ xin lỗi, từ hôn. Má, má người ta đến kìa. Đi con, nó đàng hoàng đứng đắn con. Tâm mặt vậy mà thấy được chưa? Dạ được rồi đó ba. Chuẩn bị đi từ từ hả con? Từng bước thầm vô nhà con quỷ cái. Ba, đi con. Dạ. Chào chị. Chào anh. Chào ba. Chào ông. Hơi lạnh nè con. Ba, ráng chút giùm con đi ba. Má, mời anh ngồi. Cũng còn đỡ. Em biết chắc không đây. Đông. Dạ. Đứng đó. Dạ con đứng. Thôi. Đứng cho nó mỏi con. Pha trà. Nhan. Dạ. Đứng bên kia nghe cho biết chuyện. Dạ kính thưa anh. Dạ tôi nghe. Hôm nay tôi hân hạnh được tiếp anh trong cái căn nhà này. Thưa chị, lời lẽ của chị tôi đoán chắc chị còn giận tôi vụ con chó, rồi vụ thằng Khói nữa phải không? Tánh tôi lâu nay nóng nảy lỡ tay với thằng Khói, thiệt là có lỗi với chị. Dạ tôi thành thật xin lỗi chị chứ... Lỗi phải gì anh ơi. Dạ. Con nít nó mất dạy mà. Yeah. Nó không có cha mà anh. Yeah. Anh thay mặt cha nó, anh đấm đá cho nó loại cánh là để anh dạy đó. Yeah. Vậy thì tôi còn cảm ơn anh nữa chứ có lỗi phải gì đâu. Yeah. Tôi biết chị người lớn là hiểu biết. Yeah. Phải chi anh lụi nó luôn một dao nữa cho tôi khỏe. Dạ. Dạ chị ơi, cũng bởi con chó nó làm hư con gà của tôi. Còn thằng Khói con gà tôi nó thua mà nó còn đứng nó la lên là tôi giận tôi mới để nhẹ nó một cái nữa chứ. Tôi biết anh Mười ơi. Dạ. Gà của anh vậy là con gà nó có cái mồng đỏ chói. Dạ, như dạ. Cái thằng say rượu đó chứ gì. Nó đáng bao nhiêu tôi đền cho. Trời ơi chị đừng nói vậy, tội nghiệp tôi. Tôi không có ý mạnh tay với thằng Khói đâu. Tự nhiên lúc đó tôi nóng quá đi. Má à, má à, đàn ông mà ai mà không nóng tính nữa mà. Đến đây. Đàn bà cũng không mát mẻ gì. Dạ. Dạ thưa thím, chuyện gì lỡ vậy rồi? Con xin thím thương hai con giữ bình tâm, dằn cơn lôi qua. Tường luôn, không thèm nhìn mặt nữa mày. Má. Nhưng dù sao cũng còn phải để cho con đi qua đi lại chứ. Kể từ hôm nay, không qua mà cũng không lại, không có dọc, không có ngang gì ráo đó. Xin thông báo cho cậu và ông Mười đây được rõ. Khói. Dạ. Lấy cặp cẳng xuống đây mày. Dạ. Chị kêu Khói đưa cẳng tôi chi? Tôi nhớ tôi tát vô trong mặt nó, tự nhiên cái cẳng nó kỳ vậy. Thằng này xảo trá giống... Bà... Anh đòi loại cánh nó, nên tôi bẻ luôn cặp giò tặng cho anh vừa lòng đó. Má... Chị nói gì lạ vậy chị? Quay. Dạ. Để lên bàn. Dạ. Biếu anh về lai rai lần cuối cùng nghe anh Mười. Má con bắt con gà của con.
chặt cái bụp. Con gà của con bây giờ nó ngồi xe lăn rồi. Vô trong kia đi, tao cho lăn vô nồi nước sôi. Nha. Dạ. Đem đồ ra đây. Má. Đi. Chị, tôi đã hết lời mà chị vẫn còn chấp nhất sao chị? Ba con lỡ tay con một cái mà Thím bắt con với Nhan lỡ làng duyên số coi làm sao được Thím. Chị ơi, chị giận tôi chịu. Tụi nhỏ tội tình gì chị chia quyên rẻ thúy tụi nó chị. Thím không muốn nhìn mặt ba con thì cũng được, nhưng chuyện của con với Nhan Thím... Má. Đưa đây. Đưa đi. Đừng bất hiếu mà. Thưa anh, mời anh nhận lại lễ vật. Hình như nó thiếu cái xuyến. Anh quay kỹ lại đi anh. Ba. Chị. Trời đất ơi, chị quyết dứt tình chồng sớm hả chị? Phải. Đèn nhà ai nói rạng. Chị dứt luôn tình hai kẻ ngăn cản đường tình tụi nó phải không? Đường anh đi, đường em đi. Còn giữa tôi và chị dứt luôn tình hàng xóm tối lửa tắt đèn. Chờ tôi thui luôn. Đi về. Ba. 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 Ráng năn nỉ chút nữa đi ba. Kiểu này là chết con rồi ba. Sức người của hạng. Lần cuối tôi hỏi chị, tụi mình sẽ nghìn trùng xa cách. Dù nhà tôi chỉ cách nhà chị một cái hàng rào dám bột. Phải. Đông về. Ba. 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 Ba ơi. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa con. Thôi về đi. Về đi. Về đi. Còn gì cho mình, còn gì cho ta. Đời là những phong ba, ta là chiếc lá. Đời cuốn đi, ai biết đâu ngờ. Con vào đi, con vào đi, chờ ngày du quy. Lấy chồng, má. Ta trao nhau lời cuối mắt trong lệ rơi. Rằng nước mắt bây giờ chỉ làm khổ nhau. Ngày mai em lên xe qua mang cả tình anh theo lên xe tan. Xót thương duyên mình bé bà. Nghe đây vậy? Bà, sao bà ôm bà? Trời ơi, tự nhiên bà nhào vô tao cho tao ôm bà làm chi, trời ơi. Bà ráng cố gắng giúp giùm con lần chót đi ba. Trời ơi, tao khổ như mày quá. Ráng mà ba, thương con mà ba. Lần cuối cùng nha con. Dạ. Mặt mà... đối mặt với kẻ thù nha con. Trời ơi trời, vì con chịu nhục, vì con chịu nhục. Má à, má, chỗ láng giềng mà má. Bà, dù sao cũng hàng xóm nha ba. Cô hàng xóm ơi. Hàng xóm là cái gì? Là ôm xóm. Là xẹp lẹp. À, đi. Ba. Anh đâu? Bà mẹ nó. Sao nó biết tôi xẹp vậy trời? Chắc tôi nghĩ tôi tắm nó rình quá. Trời. Ông. Ông sống lại mà quay đây nè. Tôi xẹp lẹp. Ông đâu có chê. Mắc mớ gì thằng Mười Nổ nó khiếu nại. Mười Nổ. Mày dám đụng chạm đến nỗi đau thần kinh của tao hả? Tao chơi mày tới cùng nè Mười Nổ. Tao cho mày nổ thành 10 mảnh luôn. Má. Má ơi. Nhưng mà một câu nhịn chính câu lành mà. Buông ra. Tao ăn thua đủ. Thôi. Dạ. Ba kêu bà Năm Tình ra đây để tao nói chuyện với cậu Đanh. Má. Mà cặn con si cà que vậy sao con đi? Mày kêu con lâu nó giận mày đi. Trời. Vậy nó đâu có què. Trời ơi trời. Tự nhiên là nức nở. Anh nín đi mày ơi.
Quên con nhỏ đó đi con. Quên sao được? Khắc cốt ghi tâm rồi làm sao con quên được à? Khắc bằng gì mà quên không được con. Nè nè, mày thấy cái gì không? Đây nè. Trước kia khi lấy má con, ba đã yêu một người con gái cùng xóm. Ba đã xăm hàng chữ này nè. Nhìn đấy con, nghìn năm thương hoài hình bóng người yêu. Nhưng sau đó trục trặc ba chia tay nàng. Đến giờ chữ thì vẫn còn đó, nhưng ba đã xóa sạch ngay từ hồi đó rồi con. Ba xăm ở ngoài da còn con xăm tận trong lòng con chứ bộ. Thôi con ô ba đừng có yếu đuối mà. Dù cho có xăm tận đâu đi nữa, con cũng phải giống ba. Đừng làm hổ thẹn chi khi nam nhi. Ba không có hiểu tình yêu là gì hết á. Ba không có biết yêu. Bậy. Nói bậy rồi. Ba không biết yêu rồi sao có mày. Nghe ba kể đi nè. Ba đã yêu cộng lại 10 người rồi mới lấy má con. Chưa có người đàn ông nào chín chắn dịu dàng tâm lý hơn ba đâu. Tâm lý mà ba làm tan nát hồn con. Người ta xẹp hay lép thì kệ người ta. Mắc mớ gì ba để ý tới người ta xẹp. Xui da như ba mà cũng đòi đánh giá về hình thể nữa. Vụ đó để cho giám khảo mấy cuộc thi hoa hậu á. Ba đánh giá chỉ để người ta đánh lại con. Đâu phải lỗi của ba đâu mà con trách ba. Sao không lỗi? Hôm nay hai nhà là như môi với răng. Ba trúng gió người ta cạo, ba thiếu môi là người ta biếu khô khoai khô sặc. Vậy mà ba không có nhảy bén. Ba được voi cái ba đòi tiên. Có rượu thuốc ba đòi bia hơi. Có bia hơi ba đòi bia lon. Muốn gì có nấy. Vậy mà ba cũng không giữ lời ăn tiếng nói, cho nó phải đạo xuôi da như người ta. Mày nói ba lỗi đạo xuôi da hả đồn? Con, đừng có gì nhi nữ thường tình mà tan nát đạo nhà con. Ba. Dạ. Một lại này con trả hiếu cho ba. Chi vậy mày làm gì vậy? Nếu con không lấy được nhan, kể như không có người chăm sóc cho ba khi tuổi già sức yếu. Mày nói vậy là sao? Hả con? Con sẽ đung vào đầu của một pháp. Nè. Trời ơi, đúng con, đừng làm vậy con. Trời ơi, ba buông ra mà làm gì vậy? Ba có một mình con thôi, đừng bỏ ba đồng ơi. Làm gì bỏ ba? Mày chết chứ bỏ tao hả đồng ơi đồng. Gì vậy? Đừng bắn con ơi. Con định uống thuốc chứ làm gì chết. Hả? Hột quẹt hả? Trời quẹt ơi. Trời ơi, nó làm cho tôi hết hồn hết vía. Nhưng mà con cũng sẽ chết. Con sẽ đập đầu con chết. Con sẽ nhảy xuống sông con chết cho ba vừa lòng vừa dạ. Đồng. Mày điên hay sao đồng? Mày đúng là đứa chết với gấu quần con gái mà. Mày làm cho nhục nhã dòng họ tao. Ông nội của mày là Trần Đại Pháo. Tao Trần Đại Nổ. Mày Trần Đại Đùng. Pháo nổ đùng chứ không phải pháo nổ xì á con. Thiệt nhục nhã. Nhục nhã cho dòng mười nổ vốn liệt liệt quanh quanh. Từ bao đời đứng thẳng giữa trời hiên ngang. Đùng, tao đặt tên đó cho mày mang. Hy vọng mày nổ lớn danh vang. Con ngờ đâu mày như pháo tịch ngoài lẹt đẹt. Trời ơi, mấy tiếng rã rời. Nam nhi chi chi cặp quầy. Vì một chút tình nhỏ nhoi, hèn nhục cũng đành thôi. Khi trót đã yêu rồi thì như keo sơn dính chặt một đời, đâu dễ đổi dời chia phôi. Tình yêu ngọt rồi cay cho say như men rượu. Những đêm say vùi sáng lại tỉnh bừng ra. Ngọn lửa trong tim vẫn nay hồng mai lạc. Bóng đẫm đà rồi giá lạnh vui pha. Phải hai chúng con mới cháy bỏng hôm qua, mà bây giờ đã căm căm giá lạnh. Nhưng hỡi ơi, lạnh không phải do
chúng con nghịch lòng nghịch cảnh, mà lại do hai phía xuôi gia vị tánh cứ đương đầu. Ông rất đúng bà không sai, chẳng bên nào nhìn đi bên nào. Người tranh hơn thua kéo theo cả chó gà vào cuộc, con lu cắn con điều mà tôi mang lụy với em nhân. Rượu đâu, tôi muốn uống nguyên canh để sưởi chấm lại tim gan thằng đùng. Chân rung rơi ba. Hả? Ba rót cho con một ly đi ba. Ờ đúng rồi đó con, uống vô con, uống đi giống ba con. Dạ. Đã đã. Ly nữa đi ba. Tật dữ vậy con. Dạ chơi luôn con. Đã đã. Nữa đi ba. Trời ơi. Nhẹ. Mày không quen uống rượu say nha con. Say để thêm can đảm chứ ba. Càng đảm phải không? Dạ. Uống vô rồi con. Uống đi. À, càng đảm đúng rồi. Càng đảm đi làm gì con? Đi ngủ hả? Hả? Người trí tuệ say không để ngủ. Ờ. Mà say là để... Để làm gì con? Con quậy à ba. Quậy phải không con? Con quậy à. Quậy ai con? Con quậy ba. Ờ. Đừng quậy ba con. Quậy bên kia. Quậy bên kia. Bên nào ba? Bên nhà kế mình đó. Phải. Ừ. Quậy tưng luôn. Ừ. Quậy xẹp tan nát luôn. Ừ. Quậy em nhan tan tành trước khi cuộc đời của con tan hàng. Tao uống cả xỉ chưa quậy, mày mới có mấy ly mày quậy rồi. Đồ gà chết tôi. Giỏi ra nữa đi. Tao cắt giò gái luôn. Giỏi há mỏ ra đi. Tao khóa mỏ mày cho xem. Cái đồ vô ơn. Đồ gà quét bó. Đứa nào nói gì đó? Đứa nào có ngon bước chân ra nhà nè rồi nói gì, muốn nói gì nói. Mày nổ hả mày? Mày nổ tao hả? Tao cho mày rơi cánh luôn. Coi mày có vỗ cánh mày gái nổ được không à? Để cho mày biết thế nào là xẹp nha. Không chịu không có nổi rồi. Đem nhạc ra đây con, đem máy ra đây. Tao chơi lên cho mắt không nghe nữa. Để đây con. Tao cho chửi tới sáng luôn. Chửi đâu có ai nghe. Đó chửi đi. Bà nội nó chửi không lại. Rồi bây giờ nó đem máy ra. Nó bắt phát cái lỗ tai bà. Bà cũng có cách trị con ơi. Quay đây nha con. Mày chửi không lợi tao rồi mày đem máy ra hả mày? Mày tính mày ác cái lỗ tai tao, mày dập cái lỗ tai tao hả? Tao cũng có cách chị tao chửi mày ngon mày ra đây đi. Mày ngon mày ra đây mày đứng mày đối mặt với tao nè. Rồi mày chửi, chửi có ai thắng cho biết hả? Sao? Mày ngon hả mày? Tao mà nhà tao mà mày, trời ơi. Con mẹ quỷ sứ, tao ra nè mày dám làm cái gì tao không? Mày ngon mày bước ra đây rồi mày biết tay tao. Cho mày 3-4 xẹp luôn à, đồ quỷ sứ. Tay nè, có tay nè. Trời ơi, tưởng đâu mày ngon hả? Mày bự con, tao sợ mày hả mày? Còn khuya, tao chấp cha con mày luôn. Rồi mày kêu dòng họ mày lỡ đây đi. Giờ mày coi tao chửi nè. Tao chửi cho là có dân, có gia mà có điệu, có nhạc đàng hoàng ha. Từ xì lô sộp tới disco nha mày. Tao chưa biết sợ ai nha mày. Nó vô nhà rồi con, nó vô nhà rồi. Ra đây. Vô con. Anh đùng,
Anh cũng không ngờ em lại qua bên đây. Tại tôi lỡ thương anh, tôi nhớ anh, tôi lén qua đây gặp anh. Vậy mà anh làm mặt lạnh nè, anh giả điếc giả ngơ. Anh nhớ con Tứ Quý hay hẻo gì phải không? Anh thấy má tôi giận ba anh, bắt tôi lấy chồng mà. Anh mừng lắm mà. Tôi biết à, anh tính cái chuyện quất ngựa truy phong phải không? Đây nè, trả hết cho anh á. Đủ 301 lá thư, 52 tấm bình, 1 cái châm, 3 cái kẹp, 5 cái áo nữa. Chúc anh hạnh phúc với người tình mới à. Khùng ơi là khùng. Ừ, tôi biết mà. Tôi khùng á, còn má tôi xẹp á, bỏ tôi ra. Anh rầu thúi ruột nè, biết không? Rầu mặc kệ anh chứ, tránh ra đi. Không tránh á. Phải rồi, ví dầu tình bậu đó muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu theo thằng Hai Đoành phải không? Ừ đó. Rồi sao? Dán sắp đóng thuyền rồi, đinh bự cỡ này cho anh biết. Muốn đóng thì đóng đi, đó là chuyện của các người. Còn tôi, cuộc chia tay đâu dễ dàng không nước mắt. Cuộc chia tay này phải là màu xám và đoạn kết. Đung đung. Vậy thì anh cứ anh chéo đi. Anh chéo ngay tim tôi nè. Trái tim tôi bây giờ cũng tan nát rồi anh biết không? Em đừng có thách tôi. Cái đầu tôi muốn bể ra rồi nè. Pháo cưới đã đủ 2 giây, nổ một cái đùng á, lòi ra cái cờ. Hai họ hân hoan mừng rễ quý, tràng pháo rền vang để đón dâu hiền. Trách ai sao nỡ gây cảnh lỡ làng, sẽ duyên mà duyên đôi lứa, khi tình chưa phai. Ho là ho lơ, nào ai hiểu thấu. Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi. Quên hết, quên tuốt luốt, quên cái một à. Rồi sau đó đi yêu ngay một người em sầu mộng khác. Người đó không bằng em, nhưng về già hả, sẽ không có như em đâu. Như tôi sao? Giống má em á. Má tôi sao? Xẹp. Hả? Anh xẹp. Nói cái gì? Xẹp. Hả? Xẹp. Xẹp. Anh dám nói tôi xẹp hả? Tôi. Nhan. Anh Trời ơi. Trong nhà đó là anh Trời. Xui nào? Rể đó hả rể? Con Tứ Quý nó 1-2 giây nó cũng cưới mày làm chồng nha. Tao nói mày biết ha, nó yêu mày dữ lắm. Nó tương tư mày dữ lắm á. Suốt ngày nó kêu tao đi mua pháo cho nó về nó đốt. Rồi lớp nào nó đi mua nữa, đốt để được nghe cái tiếng đùng đùng ở tên của mày á, biết không? Thôi, kêu tía mày ra đây cho ba gặp chú xíu coi. Bà có chai tắc kè cường dương thận tốt lắm à. Đi ra. Hả? Hổng với cha mẹ vợ hả mày? Sau này đẻ con không có con trai toàn là con gái không mày nghe chưa? Hổng ra rồi. Anh Xôi. Hả? Ngủ sớm quá vậy anh Xôi? Anh Xui con đằng kia kìa, đó là vợ của tôi. Mẹ hả? Ai cho phép nó làm vậy chứ? Chưa gì hết mà nó đã... Ông ra khỏi nơi đây. Tứ Quý trước sau thì nó cũng... Giọng với mặt ông bây giờ. Tứ Quý, tôi nói là Tứ Quý. Dạ. Dạ,
Không phải mày nằm kia hả? Ồ, con chờ cha ở ngoài đầu ngõ lâu quá xa à. Con nghe cha kêu tứ quý một cái con mới đành nhỏ nhẹ con bước vô đây nè. Ồ, anh Đông khỏe không? Ờ, khỏe. Ủa, anh xanh đó à nghe. Mới có nửa ngày à mà anh... Cô gặp tôi nào mà nói nửa ngày? Hả? Mấy năm nay nè, ngày nào á em cũng đứng trước cái hàng bông bụp hết á để chờ người em yêu lượn lờ qua trên lối đi về. Em nhìn theo say đắm muốn kêu mà sao không dám, lắng nghe nhìn xuống mà thôi. Tiên anh ơi nào thốt ra lời. Giờ đây gặp gỡ chắc con lòng nghe bơi bơi. Quá đã rồi ba mình ơi, cảm ơn bà. Thôi về sớm à, nó cảm ơn vậy đó, chịu đời nổi hơn muốn chết tôi vậy đó. Thấy phát nóng lạnh. Anh Đông à, vậy là từ giờ phút này á mình cùng nên duyên trai tiền quyền ngộ gái anh hùng. Thôi ơi, dốt mam nói chữ. Từ nay em sẽ chứng minh tài năng giới trí, báo ơn quay trong toàn gia, lại nết na thầm kính cha chồng. Giờ đây vậy là có cha chồng ra tư khắc, cô ráng tập trung tài ba diễn cho ra tròn lớp dâu già. Ơi, em muốn chiều là chiều anh, chứ còn cha chồng răng mẹ gì đâu còn chiều. Nhưng mà thôi kệ nó, anh cứ kêu ra đi để cho em ra mắt, sợ quá gì. Ơi, lần cuối cùng nha con, kiếm chồng không phải dễ đâu nha con. Con giật kỹ lắm rồi à, con nói cười như ngọc thuốc đoan trang à. Cẩn thận á. Ba ra chung đội cho người ta đi. Ba. À, chào anh. Chào Đồng. Không phải con. Chào cha. Hả? Cha ơi cha. Gì đó con? Tay anh Đồng mà. Nó sao vậy? Nó mềm rụm mà. Chà mày. Mát quá cha ơi. Khoái còn giả bộ nữa. Con này thiệt tình. Nó hả? Nó hả? Dạ, nó đó anh. Dạ, xin giới thiệu với anh. Đây là con gái tôi đó. Trời ơi, có một đứa duy nhất ngàn. Vậy hả? Ừ. Vụ thua độ đâu phải không? Đúng rồi, ra mắt cho chồng đi con, ra mắt cho chồng đi con. Lẹ lên. Dạ, con xin ra mắt cha. Trời ơi. Người ta nói vậy vui vẻ vậy đó anh. Trời ơi, mới vô đầu tôi muốn nín thở rồi. Nó đó anh ơi, dấu anh mà, dấu anh mà. À, còn thằng Đùng rể tôi. Hai đứa này cũng được ha. Nè anh, bây giờ mình định ngày nào làm luôn đi ha. Mai là ngày cực tốt đó, mai là cực tốt nha. Mai hả? Ừ. Trời ơi, gấp quá hả? Trời ơi, thì trung độ sớp liền, để lâu mất giá. Được rồi, để tôi tâm sự với con tôi. Đùng con. Dạ. Ba thua độ gà, ba phải chung mạng con đặng làm chồng nhỏ này. Con... Sao ba không chung ba chung con? Trời ơi, ai thèm ba nữa con. Thôi lỡ rồi con, mai mốt đi rồi ba sẽ mở. Ê, cái gì vậy? Tiếng gì kỳ vậy con? Cái gì kêu hả? Dạ, em nhan của con đó ba. Ai vậy ba? Tao cũng đâu có biết đâu mày hỏi. Tôi biết hết rồi. Bỏ tôi ra. Chú Mười. Chú tại sao vậy hả? Sao con? Tại sao mà chung vách chung rào mà chú nở dối gạt con? Muốn cho anh Đùng ly cứ tự đi tìm chỗ khác bỏ đài cát giàu hơn thì cứ nói phức là xong. má con cho nát sạn tâm tình làm phiền muôn hả.
lòng. Uổng công con đã có người chầu chừng mà cứ cướp từ để thủy chung. Thủy chung chi con? Bây giờ con ừ người ta đi con. Nhưng mà con với anh Đùng đã thề non hẹn biển với nhau, thề miếu bà chúa xứ, thề lăn ông bà chịu. Vậy mà ôi mẹ, con muốn thử thề quá cha. Bệ con dằn xuống, con dằn xuống. Anh Đùng, hôm nay tại chỗ này tôi cũng thề độc á. Từ nay trở đi tôi sẽ vĩnh viễn nghìn thu chia cách với anh, cho dù mình đã yêu nhau đúng 3 năm 3 tháng 3 ngày lẻ 3 giờ, cho dù hai nhà sát chết. Trời ơi mẹ, nó nói tục kìa cha. Trời ơi thôi, có gì đâu dữ vậy con, kỳ quá. Trời ơi, trước mặt cha chồng mà nói dám nói nách nách gì đó. Nói nách đồ nào. Trời ơi, tao nói sát chết mà cái gì mà nách. Trời ơi, thôi im đi, trời ơi kỳ quá. Thưa chú Mười. Gì con? Con có duyên với anh Đùng mà không có nợ, thôi để kiếp sau vậy. Ba muốn chung độ thì ba chung mạng ba đi. Còn con nhất quyết là... Ủa rồi, tôi đã... Đã cái gì? Tôi đã ưng người ta rồi, tôi sắp làm vợ của người ta. Nè, anh đừng có thấy cái giọng tôi nhảo mà anh kia dễ tưởng tôi mềm lòng đó nghe. Tôi nói thiệt đó, tôi với anh từ giờ như người dưng nước lã. Tôi trả tự do cho anh đó. Nè, từ nay anh có sổ mũi nhức đầu á thì anh kêu cái thùng phi nó lo cho anh đi. Trời đất, con quỷ cái. Trời ơi, ai đụng tới mày mà mày làm gì vậy? Con nó nói con mập đâu có sao đâu mà. Trời ơi, sao kỳ quá, cái gì mày cũng la cho hết rồi à. Từ từ cái gì? Ngựa, tức tới mẹ à. Trời đất ơi, con làm cái gì mà nói chửi con chứ. Thôi, đồ của tôi giật chồng, giật chồng sắp cưới của tao. Thôi, buông ra. Thôi mà, buông ra, quá mày. Buông ra, con buông ra. Bỏ thôi. Trời ơi, nó đá trúng. Trời ơi, con quỷ sao mau. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, đá trúng rồi. Trời ơi, có sao anh. Trời ơi, tính quỷ ơi, mày tiếc tin. Anh có sao anh. Anh thông cảm nha. Trời ơi. Con gái tôi lớn lên ngoài chợ, tối ngày quen coi gà đá độ, riết rồi nó thành cái tật quen chân à anh ơi. Chọc sùng tôi là tôi đá đó. Nữ kế kiếm chi gà cô. Cái tôi đi về chưa tới lúc, chứ chừng nào mới chịu về. Mai hay ngốn. Trời ơi chúa ơi, nó lên cơn rồi. Thôi con không có về, ba thấy chưa, để con quậy tân lên luôn. Mà mày quậy tân không thấy tao thấy mặt. Thôi quậy tân không thấy tao thấy mặt tao sưng hết trơn bây giờ. Đi về. Sáng mai nhà trai tới, má canh chừng dữ lắm. Em phải ăn mặc vậy mới đi được á. Đợi lâu chưa hả? Mòn mắt rồi nè. Nhan. Ừ? Không có ai ở đây hết á. Ừ, thì không có ai hết á. Chi vậy? Cho anh hôn cái cuối cùng. Một cái cuối cùng hả? Ừ. Ừ. Cái gì mà dữ vậy? Mai mỗi đứa mỗi nơi rồi. Nhan. Nhan còn thương tôi không? Vậy Nhan nghe lời tôi không? Nhan liều với tôi không? Liều là sao? Mm-hmm.
say ước mơ, mơ ngày pháo hoa kết đôi. Đẹp làm sao mà nó cũng bé bỏng biết chừng nào, như buổi sương giữa trời phiêu dạt. Một gợn gió thoáng qua sương đã quay mộng tan tác, tình mình cũng vậy thôi còn mất thật vô. Hôm qua còn bên nhau hết đâu im đến giận hờn, hôm nay đã ở đây trao lời tiễn biệt, ngày mai muốn giận hờn thì còn ai nữa để giận nhau. Mong đã không thành đành hẹn lại kiếp sau, nhưng kiếp này không thể rộng tuếch văn qua. Chứ làm sao mà em bỏ mẹ em, em cãi lời mẹ mà từ chối người ta được chứ? Nghĩa là em dứt khoát nâng khăn cho hai đoàn, đưa thằng Nùng này vào kỷ niệm. Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ, hoa chưa phai màu làm hoa vỡ trong. Tôi sung sướng lắm sao? Tôi chết nửa tâm hồn nè anh biết không? Làm sao mà tôi quên được anh chứ? Còn anh á, anh lấy vợ là xong à, xong là quên tôi ngay chứ gì, phải không? Nói em vậy thôi chứ làm sao sống với quỷ xà mâu đó cho được. Em cứ việc đi lấy chồng đi, còn anh á, anh đi tu. Anh Đùng à, sao chuyện tình mình giống y như chuyện tình Lan và Điệp á? Anh sẽ thành sư trụ trì chùa, còn em ngày ngày đi lễ Phật, rồi sẽ có bài hát chuyện tình buồn đùng nhang. Ừ. Ý, anh Đùng ơi, ai như cậu hai đoành á? Trời đất ơi, quỷ xà mâu kìa. Buông ra anh đưa anh, buông ra. Trời ơi, làm cái gì mà tôi cứ đi đâu cái bà đi theo đó mà níu kéo ôm ấp tôi hoài. Trời ơi, buông tôi ra giùm đi má ơi. Má con gì? Tôi là người yêu của anh mà, anh biết chưa? Trời ơi, không hiểu sao mà hồi đó tôi có thể ăn nằm với con mẹ xà mâu này được à. Trời ơi, anh đưa anh.
tôi cho cô biết nha, hồi đó tôi yêu cô vì lúc đó là tôi quá vả, làm ruộng thất mùa, phải làm thuê kiếm sống. Chứ còn bây giờ... Bây giờ sao? Trốn khỏi tay tôi hả? Cái đồ sở canh, cái đồ lường gạt đàn bà nhẹ dạ. Yeah, cho biết nha, trái đất tròn chạy đâu chứ? Buông ra. Trời ơi, nếu kéo giữa đường à, không có lịch sự. Lịch sự hả? Tôi tuột hết quần áo anh ra cho người ta biết cái bản mặt sở canh của anh. Mày à, lạnh à, lạnh à. Trời ơi, thôi. Trời ơi, con lại ma mà. Trời ơi, bây giờ má muốn gì? Dòng phẳng. Sao? Giai tình phải trả nợ tình. Năm năm trốn dài tính thêm tiền lời. Trời ơi. Năm năm xưa tôi tự đo hoa hồng, năm năm sau tôi gãy úa hao mòn. Cay đắng quá do anh tất cả, cứ nghe thật đã bỏ tôi vật vã. Đợi chờ đợi muốn gục luôn, bỏ công tìm tìm chỉ được ưu phiền. Thôi cô ơi, ta cổ mãi dư lời, nợ bao nhiêu ra giá mức cho rồi. Tôi sẽ trả khỏi lo mặt cả, miễn khi sống xa cô mau từ giả. Ngọt ngào đừng kéo kéo lôi thôi, tôi đang cần một không khí thoát trần. Tôi thì tôi cần biết anh có yêu tôi không. Không. À, không. Ừ. Vậy mà năm năm trước cũng bên bờ hồ, giống như cái hồ này, anh thiều thào, anh nói rằng anh yêu em. Anh còn cài một đôi hoa mõm chó trên tóc em. Rồi bây giờ... Giờ sao? Nói đi. Nói chứ. Nè, tôi nói cho cô biết nha. Tại vì cái lúc đó là tôi vả độ, thấy không? Vậy chứ mà tôi tin anh. Tôi ngu dại, tôi nghe theo lời dụ dỗ đường mật của anh. Ai biểu bây ngu giờ anh tin chịu. Sao? Nên! Bây giờ tin sao? Tin gì nữa mà tin? Tôi sắp lấy vợ rồi. À, xỉu. Nè, nè. Ngon ha. Tôi thách anh đó. Gì? Tôi quậy nát anh ra cho anh coi. Trời đất ơi. Nè, tư cách gì chứ? Này được không? Đó, đủ tư cách không? Hả? Quỳ. Quỳ. Quên cái vụ cũ tụi mình đi ha. Lâu quá rồi còn gì. Vậy phải được không? Anh ơi. Ơi. Rượu để càng lâu càng ngon. Ừ. Em vẫn cảm thấy như ngày nào á. Cũng y vậy à. Y như xưa. Anh ơi. Phải chi anh đừng phụ rẫy em. Anh đừng bỏ đi biền biệt 5 năm. Thì bây giờ chúng ta đã có 9 đứa con rồi. Trời. Nó vui biết mấy phải không anh? Vui quá. Nuôi mệt xỉu luôn. Bây giờ thêm 5 đứa nữa nghe anh. Chắc anh còn cái ngoe tâm quá. Không có đâu. Có ghen ha. Đúng rồi phải không con? Dạ, chính ảnh đó. Dụ dỗ con gái người ta rồi bỏ trốn rồi nha. Có đâu. Dạ, nói đi anh, nói đi. Nói. Dạ, thưa bác, con lưu lạc mất 5 năm là để đi làm ăn, dạ. Cười mày, cười giọng mày bây giờ. Hồi đó mày hứa làm sao với nó, hả? Dạ, cưới quý. Cưới. Cưới hả mày? Cưới mà mày nhẫn tâm đi đâu mất, làm nó đau như dao cắt. Ngấn ngơ vô hồn bệnh triền miên, mọi điều sơ thất con bồi thường cho. Phải cần lo mày, vì tao sắp cho nó có chồng mới dài 3 bữa là tới ngày cưới. Cũng em quý đi lấy chồng, ôi mừng ghê. Dạ xin thưa bác.
gì? Con không chịu lấy chồng. Đoàn đã về đây con bỗng hết thương đùng. Theo thằng mắc dịch này là con chết. Dạ con chết mà con vui. Trời đất. Đi về. Đồ con quỷ xà mau. Mày giống hệt má mày. Đi về. Tao biểu đi về không? Không. Mày không đi về là mày thúi hẹo nha. Không. Đi về. Không. Chạy à. Đi. Không ba. Con đây. Về. Tao biểu đi. Đi. Không. Mày đi không? Mày chạy đâu? Không. Đi. Đây. Không. Đi. 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 Tao biểu mày đi nha. Không. Mày đi rồi đó. Chạy đâu? Chạy. Chạy. Đứng lại. Không. Tao biểu mày đi. Không. Mày đi không? Không đi được đâu. Tao rước mày có mày chạy đâu? Không. Chạy nha. Đứng lại nha. Tao nói đứng lại. Không. Đứng lại. Kìa chị Nhan kìa. Nhan. Đừng trốn mày. Ra đây. Ra đây. Làm gì đó mày, làm gì ở đây? Dạ con hóng gió. Hóng gió mà. Hóng gió mà bứt lá xả đầy sân. Buồn bứt chơi được không hả mày? Ý má. Xe anh đụng kìa má. Tao nghi mà. Nghi đâu là đúng đó mà. Thương quá hả con. Hẹn hò ra tới tận ngoài này hả con. Má à, má giết con thì chết, con không có thể làm vợ thằng cha Đoàn Xí Quách đó được đâu. Má nói một là một, hai là hai. À. Đâu đâu, đau đầu lên thế ghê. Đồ tàn hả? Đồ mất dạy. Đồ sở canh lừa gạt. Mày biết tay tao. Cái này tao bắt được mày, tao quánh mày chết mẹ mày rồi. Trời đâu nữa đây. Trời đất ơi. Sao làm như cô hồn cắt đảng ở dưới sông Cầu lên dữ vậy trời. Tư Quyên ơi. Không phải. Tư Quyên. Không phải. Trời ơi. Quay. Trời. Chết. Trời ơi. Chút xíu nữa là túi hẻo rồi trời. Trời ơi. Không rồi. Cậu Đông. Cậu Đông. Dạ. Đứng lại. Trước mặt tôi nghiêm trang đứng lại. Đã nhiều lần tôi yêu cầu cậu đừng có chèo kéo lôi nắm đụng chạm. Vậy mà cậu vẫn vô tình. Cậu nhất định cậu làm. Cậu coi cái lời nói tôi như mây bay gió thẳng. Sao cái mặt cậu lì giống cha cậu vậy cậu? Thím là con gì con chịu. Thím nói vậy á, ba con ổng nghe được ổng giận á. Trời ơi ổng giận hả? Vô làm gì con xẹp này. Ba con là mười nổ. Nghe thím béo ríu ổng hả điên tiết hả. Ổng nổ nữa là thím ráng chịu á. Bây giờ cậu binh cha cậu phải không? Con không có hề binh ba con. Con binh thím nữa chứ. Lâu nay con vẫn đứng về phía thím và cực lực phản đối ba con. Ổng nỡ lòng nào hằng học với nữ nhân. Đối đầu phái đẹp chẳng biết ra lăng. Thím cũng tròn do mà ổng chê là xẹp. Tôi xẹp đây là xẹp khéo xẹp khôn. Xẹp cốt giữ mình không tự đắc tự tôn. Xẹp cho láng giềng hàng xóm đều thương. Ai như lão vừa nổ lớn để phụ trường. Thím xẹp từ nơi tâm hồn cao thượng. Đúng. Chứ đâu phải xẹp hơi theo kiểu banh xe xì. Cớ sự nông nỗi này lỗi tại cha con. Trình độ còn non đánh giá chưa tường tận. Đúng, tầm cỡ thím gì mà ổng dám dí vuông. Vừa lép vừa khô như khô tép khô kèo. Ông quên mất ngày xưa mỗi lần ổng nhậu á, thím đều nướng khô qua biếu ổng làm mồi. Con thấy ổng ăn năn hối hận nhiều rồi. Chính bỏ làm mười xin thím cho qua. Không, muộn rồi. Dạ sao vậy? Muộn rồi cậu ơi. Cái sợi dây tình thương mến thương của tôi nó đã hết rung lên rồi. Trời đất ơi. Nó hết ngân hết buông phím tơ lòng. Nó bị trùng rồi. Kéo nữa nó đứt cái nghe cái bực coi không được. Dạ sao lại không được? Người lớn nói một là một, hai là hai. Chia tay là chia tay. Cắt đứt tình cảm là cắt đứt tình cảm. Hai lời con cháu nó coi thường. Đâu có gì khó. Mình nói lại tình xưa. Làm một bữa cơm gia đình thân mật. Mừng ba con và thím gương dở lại lành. Và con với em Nhan á, gương lành lại sáng thêm. Gương dở lại lành sao được cậu? Dạ sao vậy? Lấy keo tổng hộp dán lại á, thì nó mất hết giá trị rồi. Trái tim nó hở van rồi. Còn có bác sĩ chạy chữa. Chứ tiếng nói trái tim nó bị viêm rồi.
thì kể như chỉ có cái chết mới có thể nói lên lời hỏi ngộ. Giữa tôi và ba cậu chấm hết, còn cậu và con Nhan chấm dứt. Tôi sẽ đi lấy chồng. Nó sẽ đi lấy chồng. Thím muốn nói không có đồng thì gả cho đành. Nghe đâu thua kém gì đùng đâu. Nhưng mà Nhan yêu đùng chứ không có yêu đành. Cậu lầm rồi. Với cậu chỉ qua là một phút nóng nổi thôi. Còn thằng đành á, đến sau nhưng nó sẽ về trước. Phút cuối đợi chờ đó biết không cậu? Tôi không có tin. Em Nhan đã thề với tôi nè. Nhan thề nếu mà Nhan sai lời với tôi đó, cha mẹ Nhan chết hết, nhà cửa của Nhan cháy ra như tro bụi vậy. Trời ơi, thấy không? Thằng này bắt đầu nó chở mặt với con cha nó rồi ha. Má kêu tôi bằng bác, xưng cháu, bây giờ nó kêu bằng tôi. Ê, thề hả mày? Cũng gả cho thằng đành. Nhưng mà tụi con đã in thiệp cưới rồi. Ông Mười Nổ và bà Bốn Xẹp trân trọng báo tin cưới của hai con chúng tôi, Trần Đại Đùng và Nguyễn Tiểu Nhan, nên duyên cầm sát. Đúng, lẽ ra là hai nhà đã xu gia rồi. Xu gia đến nơi rồi. Chỉ tại con gà. Tôi thấy xa ra vui hơn là xu gia. Khoai. Dạ. Tịch tu chiếc xe làm bằng chân. Cậu phạm tội quyến rũ con gái tôi. Không ai quyến rũ con hết á, con tự nguyện mà. Đừng nói nhiều mày, đem về nhà khóa chân nó vô chân giường cho tao. Má. Ê, xe đó là xe của ba tôi. Ba cậu hả? Tịch thu luôn. Về Nhan. Má, con không có về đâu. Nhan, con không có về đâu. Nhan, em về đi. Anh có cách rồi. Về đi. Đi, đi mày. Nó nhỏ nó to gì nói. Đi. Má, anh đừng. Đi đi, anh biểu đi, anh có cách rồi. Khói, gặp hoài à. Bộ ghét anh lắm hả? Không ghét. Vì sao Khói khó quá vậy? Không khó sao được. Anh á, anh hung chị em, còn em bị đòn, không khó không được. Sau này em sẽ hiểu. Mấy hôm nay gà em đâu sao anh không nghe nó gái? Gà luộc rồi. Con đó em thích không? Gà ngon đó, tiếng gái chắc cú luôn. Đúng là gà dữ đó. Nè, nếu em chịu thì anh sẽ cho bộ dãy quyền châm nha. Thấy đã không? Lắm. Gà ngon lắm hả? Ừ. Cha anh khôn quá. Anh hối lộ em để em hẹn chị Nhan cho anh chứ gì. Trời giỏi quá ta. Hứa cho em phải không? Ừ. Ngoéo đi. Nè, ngoéo nè. Đó. Nhưng mà gà đâu? Em qua nhà bắt gà đi. Mọi việc cứ thế mà làm. Anh chờ em ngoài chỗ cũ nha. Vậy ha. Ừ. Em đi nha. Ừ. Rồi đó. Nhớ phải tươi cười như hoa nha. Cười như hoa là sao má? Cười như hoa là cười như má vậy nè. Coi đi rồi học hỏi. Ở bên học hỏi. Nha, coi nè. Má ơi, má cười con thấy giống như hoa vạn thọ vậy đó. Phải rồi. Bây giờ tại tao già mày thấy hoa vạn thọ chầu tao trẻ cũng nghiêng thùng đổ nước à. Nghe nghe con. Đôi mắt cũng phải biết rèm cũng nhẹ bước lên, tay nâng kén ngọc rồi ta ta bước vô. Nhớ chưa? Nhá à. Một cái vô liền. Đàn trai người ta mới ngạc nhiên và thích thú. Con biết không? Hồi đó đó, người ta đi xem mắt má kia. Ba con chứ ai? Sao má gọi người ta? Con không có biết gì hết đó. Ba con là người thứ hai. Cái lần đầu tiên là do ngoại con ép má. Đàn trai tới gì hai hàng luôn. Má trong buồng bước ra chào khách. Bởi ngoại con ép nên cái mặt má buồn như cái bánh bao chiều. Đâu có cười khép nép e lệ gì đâu. Má, má cười sao chỉ cho con bắt trước với. Con cũng bị ép gả đó. Thì má cười gằn. Cười gằn cái má là. Má cười vậy là coi nè.
Cái bên đàn trai không biết cái nụ cười của má làm sao á, mà khiến chú rể bên đàn trai xúc động, tự nhiên cái phát khóc lên. Má hết hồn, má dòm qua một cái má mắc cười quá, cái má cười á. Cha mẹ ơi, cái hàm răng giả nó rớt xuống dưới đất nghe một cái bóp. Chú rể thấy hai cái càng của má, chắc chú rể thấy không hợp, cho nên chú rể bỏ chạy mất mạng luôn. Sau lần đó ngoại con bắt má đi học, học ăn, học nói, học quấy, học mỡ nữa. Mỡ? Là mỡ cái gì? Mỡ hòa ra hả má? Bậy, cho con ăn học vậy mà còn thua má đó. Mỡ đây không có là mỡ ra, mỡ vô gì hết á. Mỡ đây là mỡ miệng, hé môi, cười già yếu hết răng còn có lợi à, đâu ăn cơm nữa đâu, hút cháo khỏi cần đũa, chê chồng xa đòi chồng gần á, kế bên đó phải không? Ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng, mỏi chân thì có xe du lịch đời mới, còn mỏi miệng lấy gì cho hết mày? Chưa kể đại bác cha rồi đại bác con đó nữa. Trời ơi, nổ đùng 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 suốt ngày chịu sao nổi. Má à, má không nghe người ta nói lén má làm sao? Nói sao? Người ta nói má với chú Mười thương nhau lắm mà giờ cắn nhau đau á. Bà mẹ đó, thằng nào con nào nói vậy? Con làm chứng nè, má đừng có vu cáo chú Mười á. Phải má vu cáo chú Mười hả? Tao vu cáo gì? Má vu cáo chú Mười hiếp mà. Vậy. Hiếp đây là hiếp đáp người cô thế. Cái vụ đó ai ngu gì la lớn, mày làm đơn thưa đủ rồi. Nhan. Dạ. Hãy lấy gấp thằng Đành. Má à, bắt rễ. Tao sẽ cho thằng Khoái đi học võ. Má làm như đó là phe địch, còn bên này phe ta vậy. Đúng, đó địch đây ta. Còn con ở lưng chừng là cái gì? Thay kệ mày, mai tao cho Khói nó đi học võ. Khói. Dạ. Biểu diễn má coi dài đường có năng khiếu không? Biểu diễn thử má coi ha. Đây, thử má coi nha. Làm tái thổ quân âm, tái tổng lượng tới, tiến tới, thôi lui, đá, dừng cỏ. Ý, má ơi, đặt tay tới rồi kìa. Tới rồi ha, rồi, thôi. Đặt tay tới rồi, thôi, chuẩn bị đi. Trước sau nhanh chậm cũng vậy mà. Có phải theo chương trình hôn lễ á, thì khách cứ sẽ đãi hết ở nhà hàng năm sau, xe sẵn sàng đưa rước đàng hoàng. Rước bằng ô tô loại đời mới cao cảnh thật sang. Mỗi người đi ăn cưới nghe nói được một phong bì tặng riêng dành túi. Dạ, trong kẹp trăm ngàn cho cô bác có tiền tài chơi. Mời người đi ăn lại bồi dưỡng tiền nhất cho tiền xăng. Dạ, đáng gì đâu mà.
đang làm lễ thấy ông bà rồi á, cho cô dâu ra mắt. Dạ 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 khoan đã. Dạ cái đạo diễn này là sợ do em ha. Ban nhạc chuẩn bị nha. Đó, cô dâu ra tới. Trời ơi, trời ơi đẹp quá trời ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, giống công chúa Ba Tư quá. Công chúa Ba Tư, hãy cho phép tôi được diện kiến dung nhan mỹ lệ của nàng. Nàng công chúa trong mộng của tôi ơi, đã 30 mấy mùa lá rụng, tôi đã chờ nàng. Nàng hãy tháo cái rèm ra để cho ta được toại nguyện ước mơ. Trời ơi, bàn tay, bàn tay của nàng mạnh khỏe và rắn chắc lắm. Chàng khen quá lời. Sửa túi cho nha. Nà, thằng Sở Khanh. Sở Khanh, má nè con. Má nè con. Quỷ Xà Mâu. Cứu tôi với. Cứu tôi với bà con ơi. Bà Mai ơi, cứu tôi. Ôi trời, con nghe đâu rồi. Quái ơi, cô ta đã đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi. Người ta có thể chết bởi vì tình yêu, còn cái gã Sở Khanh này, nó đã lừa gạt, nó phụ rãi tôi như thế này, cũng đám tội cho nó nè. Trời ơi, như vậy là sao đây nè trời? Hả? Vậy? Hả? Vậy là sao? Vậy thì chạy cho giờ sao giờ chạy. Khoan nè, chị Tư. Trước khi chị tiếp khách nước ngoài, đề nghị chị tiếp khách nước sắc dách. Anh say rượu phải không? Tôi không có thời giờ nói chuyện với anh đâu. Sai. Đúng rồi. Sai chứ sao không sai. Chị biết sao tôi sai không? Tại vì tôi buồn chị. Tôi buồn sĩ nên tôi sai. Hay nhớ hoài hiện nay, chỉ còn giữ trong tay chiếc xe đạp của tía thằng Đồng. Xe tuy nhỏ mà tình thì to, chị trả lại dùm cho. Tới chừng nào con nhang tôi im phần gian đông thuyền rồi, anh hết thả cho thằng con trai đeo đuổi con gái nhà tôi, thì xế của anh tôi đem hoàn trả lại. Bây giờ thì không cãi có mất công thôi. Đâu có dễ dàng nói vậy là xong. Mười nổ này xỉn rồi á, thì đừng có mong nhảy xong nó cũng được, chạy trời cũng có vụa. Anh càng quấy lung lăng, giữa hơi say làm loạn tôi đi. Thưa anh đừng có giận. Thưa. Thưa, tôi cũng sẽ thưa chị ba tội. Tội gì? Tội thứ nhất ép duyên tuổi trẻ. Tội thứ hai tráo trở lật lọng đối với Suya. Tội thứ ba cướp đoạt tài sản của Suya. Chấp anh đó. Chấp phải không? Tôi có cái này chị dám chấp tôi không? Ba. Im. Mười nổ này gõ một cái thì 4.000 năm nín thở. Nghe tôi hỏi nè. Điều thứ nhất, gả con nhang cho thằng Đồng không? Không. Còn cứng rắn. Điều thứ hai, trả xe đạp. Không. Điều thứ ba, hai bên tụi mình kể như quê, tối lửa tắt đèn, chịu không? Không. Vậy thì hai ta chỉ có cái này thôi. Chú ơi, chú mày cho nổ hả? Con dặn cổ con gà điều của chú liền á. Khoai. Tao chỉ hù cho ma mày nghĩ lại thôi. Nhẹ nhẹ tay. Trời ơi mày siết. Tội nghiệp con điều tao mày ơi. Dặn cổ nó liền nè. Bảy con. Con điều chú hả? Con này con gà của con nè. Chứ không phải là gà của chú đâu. Khoai. Quay chừng đó Khoai ơi. Thì mày nói sao? Mày nói con điều sao của mày? Mày nói tao nghe coi. Âm trùng ảnh cho con rồi. Có chị Nhan của con làm chứng nè. Bỏ quả pháo vô gối đi. Thôi kêu chú con đi nha. Trả con gà cho tao. Đứng lại. Anh đứng lại trả lời cho tôi rõ. Rõ cái gì? Anh đóng kịch với tôi làm sao được. Anh che giấu cho thằng Đùng nó rủ rê con Nhan.
Nó dám dùng nước mắt cá sấu gạt tôi. Anh nói đi, nếu không anh đừng trách tôi à. Tuổi nhỏ theo tiếng gọi của ái tình mà nó quên đi tiếng gọi của gia đình. Sao anh không biết dạy con anh? Để con anh cứ cướp hồn con nhỏ nhà tôi vậy hả? Trước đây chính trị cũng đồng ý cho hai đứa tụi nó. Trước khác, còn bây giờ khác. Nhưng mà tôi nói chị nghe. Cái gì vậy? Con đều ở đâu? Chú Mười ơi. Cái gì? Cái gì mày nói đi, mày khóc quay. Chết rồi. Cái gì chết? Con gà đâu chết hả? Ông Bảy. Cái gì? Anh đông. Anh đông sao? Chị Nhan. Trời ơi, con Nhan sao? Con Nhan sao? Mày bình tĩnh, mày nói tao nghe quay. Cái gì vậy? Thơ nè, cái thơ nè. Thơ hả? Đưa đây má đọc quay. Đưa đây. Thơ của hai đứa đó đó chị ơi. Gì vậy? Trời ơi, đưa đây tôi, trời ơi, tôi khổ quá. Nè, đọc cho tôi coi. Con ơi. Đọc đi, anh có nói gì. Ê, đưa bà điêu của bà rể nào. Trời ơi, chị cho tôi mượn cái kiếm. Dù gì quá, kiếm đâu đây. Không có thấy đường làm sao đọc. Không thấy đường mà cũng làm tài không nữa, đưa đây. Má, má kính mừng của con. Má không cho con yêu anh Đùng. Không cho con trăm năm hạnh phúc với Đùng. Ngàn năm diện kết sầu thương, trần gian gian dở tơ duyên, hai đứa sang cõi bên kia cùng nhau đến thứ tạ tội, làm con chưa trả hàm ơn. Bậy bạ là tôi với chị ăn năn không có kịp rồi chị ơi. Đi. Thôi. Hả? Gì nữa? Anh bảo biết chừng nào mới tới. Giờ sao? Thôi. Dạ. Vô nhà đem chiếc xe đạp ra đây. Dạ. Anh chở tôi đi nghe anh. Được rồi, tôi chở chứ. Con nghe anh. Rồi. Anh chở tôi nghe anh. Được rồi mà, trời ơi. Đây, rồi. Chị leo lên. Trời ơi, anh Mười ơi. Chờ tôi chút anh Mười ơi. Anh ơi. Cái gì vậy? Cứu. Cái gì? Cứu. Cái gì mà cứu? Trời ơi, cái gì nhúc nhích anh ơi. Bình tĩnh đi sếp. Sếp có sao không vậy? À, trời ơi. Cái gì vậy? Nó căng. Nó cắn, nó mổ. Răng hả? Ủa, đâu. Đâu, để tôi kiếm cái hộp quẹt. Có chưa? Không biết đâu rồi. Trời ơi, tôi có thấy gì đâu mà chỉ làm gì mà chỉ làm thấy ghê quá. Trời, anh kỳ lắm. Trời ơi, gì vậy? Gì? Anh làm gì sản xuất kỳ cục vậy? Kỳ gì chị? Hôm nay tự nhiên anh loại cái mất nết anh ra vậy? Cái gì mất nết? Trời ơi, trời đất ơi, trời ơi là trời. Trời đất ơi, ở gần bên hai tôi mới thấy rõ ràng mặt anh chứ còn ai nữa. Mà cái gì chị nói tôi nghe coi. Không phải anh đây chứ còn ai. Tay mái tay chân muốn quay quay. Không dám đâu, xin lỗi chị. Thằng tôi dù sao cũng từng được học hành. Học hành để đâu mà cứ nhè đụng tôi. Chớ nặng đêm tôi không thấy đường tới lui. Nói cho anh ráng liệu miếu tiên mà không ở hiền mất bản liền. Nhớ đó, cái chỗ này là miếu bà trinh nữ tên Tình. Hả? Lạng quạng á, phải dặn cổ ráng chịu đó. Thôi, chuyện tôi với anh tính sao đi. Giờ anh coi hai đứa nhỏ trốn vào đường nào đi nè. Trời đất ơi, âm u quá. Không lẽ tụi nó chui vô chỗ này để tuyệt tình ca sao? Ây da, chắc tụi nó không có tới đây đâu chị ơi. Anh Mười hả?
trinh nữ. Tượng bà đó hả? Ừ. Chà. Để tôi. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, bà trinh nữ linh thiêng. Sống cũng trinh nữ mà thác cũng còn y nguyên trinh nữ. Cứu nhân độ thế cho xẹp này tìm được người trinh nữ tên Nhan. Được toại nguyện, tôi sẽ cúng con heo cho bà. Không, ta không khoái ăn heo mà ta khoái gà hơn. Dạ, vậy con cúng con gà mái dầu. Không, ta không khoái gà mái mà ta khoái gà đá. Dạ, dạ. Dạ, con sẽ nói với anh Mười nổ cúng con gà điều. Anh Mười! Hả? Bà trinh nữ kêu anh cúng cho bà con gà điều, rồi bà cho hai đứa mình gặp con. Mày đi trời ơi, lắng nhắc nha chị xẹp. Trời ơi, tôi nghe rõ ràng u u bên tai như hơi gió vậy đó. Vậy hả? Quỳ xuống đi. Quỳ hả? Thề đi, anh thề trước bà cúng gà đá cho bà đi. Bà cũng khoái gà đá nữa hả? Ừ. Trời ơi, thề thề. Bà trinh nữ chức giam. Ê ê ê, tiếng này phải tiếng bà không? Coi chừng tiếng ông á. Nghe rõ tiếng người, y chang giọng của cái thằng nè. Anh Mười ơi, linh quá. Gì? Anh nhìn kìa. Đâu? Ai như tụi nó kia kìa. Trời ơi, trời ơi, người ơi. Đồng Nhan. Chết rồi anh Mười hả? Làm gì mà tụi nó toàn tén vậy anh Mười? Kêu tụi nó xuống đi, về. Về rồi làm đám cưới gấp liền anh ơi. Cưới cái gì nữa mà cưới? Đám ma thì có đó. Trời ơi. Nhìn kìa. Bộ chị không thấy hai đứa nó, hai đứa nó hè nhau treo cổ quỷ thân rồi. Còn đâu nữa ở trên đời, ôi nét ruột mẹ thân, chỉ có giá của mắt của chị chứ. Chàng ơi, những ngày xưa mà dặn con muốn gì thì con chưa nói mà nghe, nay con chẳng nói năng gì mà lẳng lặng bỏ má mà đi. Lớn đầu mà nẹp bụng để rơi rụng, nay nổ sống yêu đời, tội đó là tội tài trời. Bây giờ tôi với chị chia điều thôi, chứ không lẽ tôi chịu mình tôi. Nhan ơi là Nhan ơi. Nhan ơi là Nhan. Để tôi tìm xuống. Nhan. Mình... Nhan. Nhan. Nín, 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 nín vậy. Nín nghe bà dạy kìa. Hai kẻ yêu nhau trẻ tuổi này chết là do hai người lớn cố chấp tị hiềm. Không nhớ cái câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng. Trời ơi anh Mười ơi. Ừ. Bà linh hiển chưa? Ừ. Dạy đúng mà. Ừ. Nhưng mà hơi trễ. Phải chi nhắc sớm sớm chút thì đâu có ra cái nông nỗi này, phải không anh Mười? Nghĩa là các ngươi muốn bắt tội luôn cả bổn thần nữa phải không? Đó, đó, thấy không, thấy không? Cái tật chị An nói linh tinh, bà đổ quạo phạt chị thục lưỡi bây giờ. Dạ kinh bà linh hiểm, tội là tội chị Tư Xẹp với con tôi, còn bà linh hiểm bất quá hơi ác chút thôi. Tao phiền nữa. Tao phiền anh nữa. Dạ. Nói bị bà nữa đó. Không. Nam kia. Dạ. Giải thích nghe coi, sao ác mà sao là thiện? Dạ ác đó thì chị Tư Xẹp phân tích rồi, còn thiện đó thì dạ, xin bà linh hiển ban bố cho hai giọt nước cam lồ làm phước. Chi vậy? Dạ để nhỏ lên hai cái xác cho nó cửa quậy trở lại. Dạ. Yêu sắc hơi cao á. Dạ. Dạ cao, nhưng chỉ một lần này thôi. Dạ. Tự hậu không đòi hỏi gì nữa hết. Dạ. Yêu sắc có thể được chấp nhận. Dạ, dạ, đổi anh. Dạ, bà linh hiển. Dạ. Nếu các ngươi đáp lại yêu sách của bổn thần. Dạ, yeah, dạ, yeah, đáp ngay, yeah. Đáp liền, yeah. Thần cứ nói. Nói đi thần. Yêu sách của bổn thần là. Dạ yeah, sao? Hai bên tương ái tương thân, thuần hòa từ nay, chung giấy chung lòng, vui sống cho nhau chữ đồng. Bầu ơi tương lấy bí cùng, đừng quên khắc ghi, bao làm hôn lễ cho hai kẻ
kết tình thông gia. Dạ thưa hai kẻ ăn năn khẩn cầu thần linh, dạ ơn đổ dùm hai cháu hoàn sinh sống đời. Ngày mai hôn lễ cử hành thề không để lâu hơn, hai nhà liên kết thân thiết một lời cam đoan. Cam đoan chắc thiệt không? Đứa nào nói gian xin thần bẻ cổ đi. Dạ thần không tin, con xin thề độc nè. Khỏi thề. Dạ vậy hả? Nếu hai người hồi tâm biết lỗi á, dạ, thì hãy nhắm mắt lại, khấu đầu niệm 100 lần cái câu: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng. 100 lần quải quá, thần ơi bớt cho chút định được không thần? Thần mà làm như buôn bán bớt cái gì? Chỉ xuống. Bây giờ nè, lẹ đi, thần đổ ý là hết thuốc chữa. Dạ. Quỳ xuống, bắt đầu nhắm mắt lại, niệm: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống mà chung một vàng. Niệm thầm thôi, niệm không ăn rơ bà giận. Tung bay xa pháo rơi đầy đồng, quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thắm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đầu. Người yêu bao năm ước mong để quyến hương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chờ thân trên con đường nắng đổ giảm chan. Gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trong chú rể thật là hiền. Trao vòng tay nhận cưới dây chuyền vàng. Cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong.